Vân Đặng, anh Lập chia sẻ về bộ chim thế nào là tốt. Bộ chim thì anh không, anh em không cần bộ to hay bộ nhỏ, không cần nhất thiết là phải to hay nhỏ cả, quan trọng là lá gan to hay là lá gan nhỏ, bản lĩnh có hay là không thôi, chứ còn vấn đề chim to hay nhỏ không quan trọng. Và với em thì em không bao giờ em thích những con chim to quá. Các bác để ý ra, để ý thời gian vừa qua, những cái siêu cúp đỉnh cao của Việt Nam thời gian vừa qua, ví dụ như là siêu cúp Quảng Bình vé 15 triệu, siêu cúp Quảng Trị vé 20 triệu, siêu cúp Quảng Ngãi vé 25 triệu, 24 triệu, đúng không ạ? Và em đã là người tham gia tất cả những cái siêu cúp đấy, đúng không, cùng đồng lửa chinh chiến tất cả các đấu trường đỉnh cao. Nhưng các bác thấy khi mà vào giải có con nào to đâu, không to lắm, vừa phải thôi, trung chim vừa phải thôi nhá. Cái quan trọng rằng bộ cốt con chim, tố chất con chim, bản lĩnh con chim tới đâu thôi, chứ còn vấn đề mà bộ to hay bộ nhỏ nó không liên quan đấy. Nhiều con xác to như cái bắp ngô ấy, nhưng mà đấu được mấy hơi đâu, nhảy qua nhảy lại mấy vòng là há mỏ thở đấy. Nhưng mà nhiều con chim nó nhỏ tí tí như con chim sẻ sẻ mà đấu cả ngày rất bình thường. Cho nên là cái vấn đề anh em đừng quan trọng bộ to hay là bộ nhỏ, cái quan trọng là con chim đấy phải có lá gan to đấy, tố chất tốt, bản lĩnh tốt thì mới là cái điều đáng để tìm kiếm. Chứ còn con chim to chim nhỏ không, nhiều anh em cứ bảo là ui giời con chim này to thế này nó mới lực, không phải đâu nhá. Lực mạnh hay không là do bộ cốt bản thân con chim nó sẵn có đấy. Cho nên là nó nói thật với anh em thế này này, con chim con cò ấy đôi khi nó vẫn còn mù mờ lắm, em nói thật, chơi con chim nó vẫn còn mù mờ lắm, nó không như con gà đấy. Con gà là nó rất thực tế và đã được gọi là ông đồng kiểm ấy, người nắm định ấy, đã viết ra một cái cuốn kinh sư kê ấy, nó rất thực tế. Tại vì con gà là nó rất là rõ ràng, nó không như con trò màu đấy, con trò màu nó còn mù mờ đấy, nó còn nghi ngờ này kia, chứ còn riêng con gà nó rõ, rất là rõ ràng đấy. Cho nên là chơi con gà thì nó phải thần thế, đặc biệt là con người chủ nhân cũng phải thần thái, đúng không ạ? Nhưng mà con chim thì nó đôi khi nó vẫn còn mù mờ. Cho nên các bác mà non yếu về kinh nghiệm, em đảm bảo các bác dẫm đinh ngay, dứt khoát, không thể chạy đâu được cả. Tại vì em là người đã từng trải qua vấn đề này đấy. Vâng, con gà rất rõ ràng, đúng không? Các bác để ý rằng con gà nó vẫn còn có con gà linh mà, đúng không? Con gà nó vẫn có con gà linh mà, trước khi mà nó chết thì nó vẫn có thời gian để trả ơn chủ, đúng không? Dứt khoát. Bởi vì điều này đã được ông đồng kiểm đã viết trong sách sư kê mà, đúng không? Em đã từng đọc qua rồi. Tân nghệ nhân, giờ anh Lập mà bờ ô tô nữa là nổi như cồn luôn không? Nói thật bác này, đôi khi thì nói thì nó hơi xa xôi, thế nhưng mà hiện tại bây giờ ấy, để mà lấy được cái giải ô tô ấy thì thế này này, cái công cuộc mà chơi giải ô tô ấy thì đồng ý đấy là những con chim cực kỳ hay, đấy là những con cọp, đấy là những con chim mà phải nói là đỉnh cao của dòng trào màu, đúng không ạ? Nhưng mà phải nói thế này này, cũng không dám khẳng định những con chim đấy là những con chim hay nhất, em nói thật luôn đấy, cũng không dám khẳng định rằng những con chim cứ đi đá giải ô đi thi giải ô tô đấy là những con chim hay nhất và quy tụ được những con chim hay nhất. Tại vì rất nhiều anh em nghệ nhân bình thường, người ta có những con chim hay nhưng người ta không có đủ tiềm năng, tiềm lực kinh tế để người ta đi thi. Vậy thì những con chim đấy nó có được phong là những chú chim hay hay không, đúng không ạ? Đây này, em nói rất thật, rất chân tình. Và cái cuộc chơi của những đấu trường đỉnh cao này là cái cuộc chơi của những nghệ nhân có tiền, có chim hay đấy. Giống như kiểu là cái tiền và cái quyền nó phải song song với nhau đấy. Cho nên là những cái giải ô tô ấy, mà đánh giải ô tô ấy, tức là cái cuộc chơi của những người có chim hay và có tiền, có kinh tế. Đây này, em nói rất thật, chứ không phải là quy tụ hết cho những chim hay đâu. Có rất nhiều anh em cầm những con chim hay nhưng người ta không có kinh tế, người ta không có điều kiện để vươn tầm cho những chiến binh người ta đang cầm. Người ta vẫn biết đó là con chim rất hay. Đây này, em rất thực tình, thực tình. Thế nhưng mà nói đi là phải nói lại thế này, khi mà quy tụ lại những con chim đấy và cái giá vé rất cao đấy, và cái giải ô tô ấy, thì trong một cái giải như vậy 15-20 triệu, đúng không? Nhưng chỉ có 1-2 chiếc ô tô thôi. Vậy thì để lấy được 1-2 chiếc đấy thì nó phải có 3 yếu tố. Em nói thật, phải có 3 yếu tố hội tụ lại thì mới đá ô tô được.
Em nói thật luôn đấy, tại vì em là người tham gia tất cả các giải rất là nhiều rồi, cho nên em hiểu về cái vấn đề này. Các bác muốn đá ô tô được là gì? Các bác phải có, đầu tiên đó là các bác phải có kinh tế, đúng không ạ? Cái điều đầu tiên là các bác phải có kinh tế. Cái thứ hai nữa, khi có kinh tế rồi các bác mới đầu tư được những chú chim đẳng cấp, mới có đầu tư được những chú chim hay đó. Và cái cuối cùng đó là hai cái song song, đó là may mắn, và bên cạnh đấy may mắn thì cũng phải có một chút mối quan hệ nữa. Em nói thật tình luôn đấy, hai cái song song nhất là đi song hành với nhau, đó là phải may mắn một chút và phải có một chút mối quan hệ nữa thì các bác mới lên đỉnh vinh quang, mới đá ô tô được, chứ không dễ dàng gì mà các bác đá ô tô được đâu. Em nói thật luôn đấy, chân tình của các bác luôn đấy, chứ không phải không đâu. Cái nhưng mà bây giờ các bác bây giờ có nuôi một con chim hay đi nữa, đủ khả năng đi các giải ô tô đấy, chứ không phải không đâu. Nhưng các bác thấp cổ bé họng, các bác ra ngoài là nó bóp chết ngay. Thật luôn đấy, em nói thật, nó bóp chết ngay. Trường hợp một con chim của bác chơi quá xuất sắc, cái ngày gọi là con chim đánh, gọi là kiểu như gọi như là xuất thần kìa, đấy, không có điểm trừ, không có lỗi thì các bác mới tiến vào đó đấy. Chứ còn các bác mà cầm những đồng ý cầm những con chim hay mà không có những cái mối đó, không có những cái tiêu chí mà em đưa ra đó thì thực sự là không thể đấy. Bác chia sẻ những vấn đề của việc cho chim ăn cám gà lâu dài đi, đúng rồi, vấn đề này em sẽ chia sẻ với các bác về cái vấn đề cám gà. Chào bác Bình An nhá. Tại sao mà một số anh em ấy là tình trạng gọi là mua những con chim của dân nuôi này, đúng không? Có hai cái trường phái, đó là mua chim của dân nuôi, thứ hai là mua chim trong Avira. Thì hai cái vấn đề này thông thường là những con chim ăn cám trứng, đấy gọi là nôm na gọi là cám ba vi ấy. Thứ hai là một số anh em là cho ăn cám gà. Thì một số anh em, đặc biệt là những con chim cho ăn cám gà, thì các bác để ý là cái bộ lông nó ra nó hay có cái ngấn ấy, giống như kiểu là các bác là bẻ lông ấy. Đấy. Vậy hiện tại vì sao là con chim nó ăn cám gà thì nó lại hay có cái tình trạng như vậy, đúng không ạ? Mà lại những con chim ăn cám trứng thì nó lại vẫn bị, nhưng là rất ít, và không phải ai cũng biết điều này. Tại vì sao? Tại vì trong thành phần cám gà nó có thành phần kháng sinh. Đấy, nó có thành phần kháng sinh. Thứ hai nữa, nó làm cho con chim bị khô cốt, và đặc biệt là làm cho ít bạc. Đây là một cái biểu hiện rõ ràng nhất để cho anh em đam mê phát hiện ra. Thấy chưa? Đít bạc, lông bị bẻ ngấn. Đấy là những cái tình trạng mà một số anh em là hay thường gặp. Cho nên là con chim mà ăn cám gà thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm. Thứ nhất là các bác để biết, nên biết rằng con chim ăn cám ba vì nó khác, mà con chim ăn cám gà nó khác. Đồng nghĩa là những con chim ăn cám gà ba vì, đấy là thành phần cám nhạt và nó ít chất dinh dưỡng, thì con chim nó sẽ bị bạc đít, lông khô và sơ. Đây là điều rất dĩ nhiên. Thế nhưng mà ăn cám gà lâu là nguy hiểm, tại vì trong thành phần cám gà nó có kháng sinh. Đấy, nó có kháng sinh và có chất chỉ điều trị đau bụng ở trong cám gà. Nếu như anh em nào muốn biết rõ thì anh em cứ hỏi một số nông trại gà mà người ta thường xuyên cho mua cám cho gà ăn ấy, thì anh em sẽ biết ngay, đúng không ạ? Cho nên là vấn đề này nó rất là nguy hiểm, chỉ bị khô và rất dễ nhanh lên bốt các bác nhá, rất dễ nhanh lên bốt. Đấy, cho nên là anh em hay mua những con chim mà của một số anh em mà cho ăn cám gà nó là đít bạc và bốt dày, đây là điều rất bình thường, đặc biệt là những con chim các bác nuôi từ 2-3 năm đổ lên, đúng không ạ? Rất đơn giản. Mấy ông đó có tiền mua chim hay về chăm đi thi, còn nói mà mấy ông tự gọt bội mà chăm đi để thi lâu tôi không. Nói thế này bác Tân cá nhân này, tất cả một con chim nào cũng thế, kể cả đỉnh cao bao nhiêu, hay bao nhiêu, bản lĩnh bao nhiêu, thì nó cũng phải xuất thần từ một con chim bình thường đi lên. Đấy là một điều phải thừa nhận. Từ một con chim bình thường đi lên, tức là người ta phải là có sự va chạm từ thấp lên cao, đúng không ạ? Tức là những con chim mộc đấy, gọt rũa đi vé 200-300 nghìn, sau đó đấu tốt ok, người ta nâng lên vé 2-3 triệu, đúng không ạ? Chơi 2-3 triệu ok được, người ta nâng lên vé 5-7 triệu ok, đúng không ạ? Thì khi những vé 5-7 triệu được thì người ta đi vé 10 triệu được. Đấy, mà đi vé 10 triệu được thì sẵn sàng đi vé ô tô được, thế thôi.
tất cả những con chim đỉnh cao này nó cũng phải xuất thần, xuất phát từ một con chim bình thường, và nó phải qua cái sự chăm sóc, qua sự rèn luyện, nó qua sự tu luyện và cái sự mà đầu tư của một nghệ nhân cho một chú chim đấy. Rất là dứt khoát, nó phải có cái sự mà từng bước một chứ. Chứ làm sao mà chẳng có con chim nào một phát một mà đi ô tô được, chả có con chim nào thế được, đúng không ạ? Dứt khoát luôn, không có con chim nào mà đủ khả năng mà một phát đánh bẫy từ rừng về phát là nuôi cả năm, hai năm sau đi giả ô tô được, không thấy được. Đấy, cho nên là dù sao thì em cũng lên đây, thứ nhất là hỗ trợ với các bác, thì mong các bác mỗi người xem cho em một lượt chia sẻ để cho anh em biết được đông hơn. Và sắp tới đây thì cái công cuộc truyền lửa của em đã rất là nhiều, đặc biệt là trên YouTube này. Đấy, cho nên là các bác cố gắng hỗ trợ với em để cho em anh em mình kết nối với nhau, biết rộng rãi nhiều hơn nhé. Thôi trễ rồi, em xin phép được xuống like. Chúc các bác buổi tối vui vẻ, chúc các bác đầu tháng an lành, sức khỏe và may mắn và thành công. Có gì anh em chúng ta lại gặp lại sau mỗi buổi tối. Một lần nữa thì em xin các bác, mỗi cho mừng bác cho em một lượt chia sẻ để cho anh em biết rộng rãi đến nhiều hơn. Anh em mình có cơ hội để giao lưu với nhau nhiều hơn, tiếp lửa với nhau anh em nhé. Những gì em biết em sẽ hỗ trợ chia sẻ với các bác, những gì các bác biết các bác có thể hỗ trợ với em nhá. Anh em, mỗi anh em có thể là tuy ngoài đời thì chúng ta chả biết nhau cả, nhưng mà trên mạng là chúng ta là bạn của nhau. Đôi khi trên mạng này nhưng mà gặp ngoài, nhưng ngoài đời chúng ta gặp nhau mời ly cà phê, đấy cũng là một cái sự động viên nhau, đấy cũng một cái sự kết nối anh em nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá, tháng mới phát tài phát lộc nhá.